Vâng, xin mến chào tất cả anh chị khách hàng mình ha. Hiện tại thì bạn Quỳnh đang có mặt ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ạ. Lô đất ngày hôm nay thì nằm trên mặt tiền đường nhựa này anh chị nhé. Đường này là đường 436, có độ giới 12 m. Vị trí này nó giáp ranh với xã Phạm Văn Cội luôn anh chị ạ. Đây, cái đường đường trước mắt đây này, đường phía trước đó xe máy vừa đi qua. Đường đó là đường cây bài anh chị nhé, đường cây bài. Rẽ trái đi khoảng cỡ 2 cây số là mình ra lại đường tỉnh lộ 8 đó anh chị. Đó. Và đây là hiện trạng lô đất này. Đây là lô đất mình ha. Lô này thì có tổng diện tích là 460 m², ngang 9, dài vào 51. Và đất này là full thổ cư luôn anh chị nhá. Đất full thổ cư luôn. Đây. Đường xe hơi đi ra vào thoải mái luôn nha. Xung quanh dân cư rất là đông đúc này. Đây, hiện tại thì nhà kế bên đang dùng để phơi đồ. Bên cạnh là cái tiệm giặt sấy, nên là người ta phơi đồ nhờ. Đất thì thấp hơn mặt đường ấy chị ạ. Thấp hơn mặt đường khoảng cỡ 50 phân á. Đá cắm xây rào đây này. Từ đây sang bên này là 9 m này. Sâu vào bên trong là 51 m. Đất full thổ cư luôn anh chị nhá. Tổng diện tích 460 m² là full thổ cư luôn. Đó, hướng bên này đó, đoạn ngay đây là đường đường cây bài này, mình đi thẳng lên khoảng cỡ 100 m, có ngã tư, mình đi qua đoạn ngã tư đó nó lại là đường Phạm Văn Cội anh chị nhá. Xung quanh đoạn này là đều quy hoạch là ô bàn cờ hết nha, đoạn này là quy hoạch ô bàn cờ hết. Cách đây trong bán kính khoảng cỡ 1 cây số thôi là mình sẽ có đầy đủ là chợ Phạm Văn Cội này, trung tâm văn hóa này, rồi trường học các cấp này đó. Với mức giá hiện tại là chính chủ đang rao bán với mức giá là 4 tỷ rưỡi còn thương lượng anh chị ạ. 4 tỷ rưỡi còn thương lượng, nó tương đương với khoảng cỡ 10 triệu một mét vuông, một lô đất quy hoạch ô bàn cờ đó. Hướng đường này đi thẳng thông hết luôn nha, đường thông hết luôn đó. Xung quanh dân cư là hiện hữu này. Ở vị trí này thì hôm nay Quỳnh không bay phải lấy cam được, tại vì nãy Quỳnh có đi xem mấy lô đất ở phía trên xã Nhuận Đức thì có bay nhưng mà hết pin mất rồi. Đó. Thì với vị trí lô đất này, anh chị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với Văn Quỳnh ha. 460 m², ngang 9, dài 51, đất phun thổ cư. Giá 4 tỷ rưỡi còn thương lượng anh chị ạ. Xung quanh là dân cư đông đúc, sầm uất ha. Và gần đây thì còn hướng bên này là hướng khu ô bàn cờ này. Ô bàn cờ này, xung quanh là dân cư này, tiện ích đầy đủ luôn nhá, chợ trường học này. Rồi, anh chị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với Văn Quỳnh ạ. Văn Quỳnh xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.